Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ cùng các bạn tìm hiểu cell pin 1,2V có kích cỡ là SC. Đây là cái cell pin thường được sử dụng cho các cái máy khoan hoặc là các cái pin robot hút bụi. Và đây là cell pin có dung lượng 3000mAh. Loại pin là NiMH điện thế 1,2V. Đây là cell pin có kích cỡ phổ biến, chiều cao là khoảng 42mm và đường kính là 23mm. Đây là loại pin có dòng xả cao phù hợp để dùng cho khoan điện vỏ bằng giấy này chúng ta có thể lột cái phần vỏ để thấy được bên trong được hoàn thiện rất là tốt Vòng ngoài này là cực âm phần trên này là cực dương chúng ta có thể đo được điện thế đầu ra điện thế của cái viên pin này danh định là 1,2V còn thực tế chúng ta đo được là khoảng 1,28V ta thử đo viên khác cực âm ở dưới này, đây là cực dương. Và điện thế là khoảng 1,27 V. Các viên pin này thường được ghép 10 cell ra điện thế 12 V. Để tìm hiểu kỹ hơn về viên pin SC3000 NiMH điện thế 1,2 V, các bạn có thể truy cập trong web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.